Bây giờ ở trên mạng xã hội ạ thì có nhiều luồng ý kiến có trái chiều và có chiều phải chiều trái. Thì bây giờ thì có người ủng hộ và có luồng không ủng hộ. Thì bây giờ thầy theo cảm nhận của thầy ạ thì luồng không ủng hộ thầy sẽ có cảm giác như thế nào ạ? Luồng không ủng hộ mình cũng ước nguyện cho họ được hạnh phúc. Dạ, vâng. Còn cái luồng ủng hộ mình cũng không có tham đắm. Ngay thay mình cũng ước nguyện cho họ hạnh phúc. Dạ. Mình đáng đối với mình như thế nào đều cũng đều tốt đẹp cả. Dạ, vâng. Mình không quan tâm đến ủng hộ mình hay không ủng hộ mình. Dạ, ủng hộ cũng tốt đẹp mà không ủng hộ cũng tốt đẹp. Dạ, à, gì đẹp. Dạ, con mong chính pháp thì con sẽ sớm soi sáng cho tất cả mọi người được tắm gội trong đấy được ạ. Vâng, ai làm cái điều thiện thì họ được hưởng cái điều thiện. Dạ, vâng. Ai làm điều ác thì họ được hưởng điều ác rồi. Dạ, họ nói xấu hay là họ nói thì rồi cũng bị người khác nói lại. Dạ, nhân quả của họ hay là họ làm cái điều thiện, nói cái điều tốt thì sẽ họ được cái điều lành, cái đấy có nhân quả rồi mình cắt mớ gì. Dạ, mình phải buồn khổ đúng không ấy. Mình không có con cũng không có tham gia cái đấy. Họ nói sao cũng được. Dạ, dạ A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sáu hạt có thái ra nghe. A Di Đà Phật. Mọi người còn ai thắc mắc thì nếu như mọi người hoan hỉ vui vẻ. Dạ vâng, cảm ơn. A Di Đà Phật. Mong là cái điều tiết này thân tại thấy mọi người cố gắng lưu tâm. Thôi chúng con thì cầu mong cho thầy sức khỏe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con nguyện cho thầy là luôn luôn có sức khỏe để độ cho tất cả chúng sanh. Nhân viên thầy trò kết thúc cho xong rồi. Bằng xương bằng thịt như này là nhân viên thầy trò. Con thưa mọi người là con cũng nói với mọi người biết là con đi tập học để luyện cái đạo đức sức khỏe. Không phải là sư là thầy gì cả. Con cũng không phải là nam tông bắc tông. Con cũng không phải là thuộc giáo hội gì. Con là một người Việt Nam đi tập học, công nhân đi tập học theo lời Phật dạy như thế, nhưng mà con là không có nhận tiền bạc của ai cả, bất kỳ qua hình thức nào cả. Con chỉ nhận cái đồ ăn một phần buổi sớm, gặp họ cho ăn như thế ngày một bữa rồi thì con không nhận nữa. Là gì đẹp hơn nên là thầy ơi, con xin hỏi chút, thầy có thể là chia sẻ với con thêm một chút về cái suy nghĩ của thầy về vấn đề xem bói được không ạ? Con nếu con không xem bói rồi nên con không biết về vấn đề đấy, thì thầy có thể suy nghĩ chia sẻ cái suy nghĩ quan điểm của thầy về vấn đề xem bói. Khi xem bói đấy thì mọi người đừng có xem bói đấy thì nó không có tốt đẹp. Tại vì xem bói nhiều người bói toán thì thật không có dạy để xem bói. Rồi có nhiều cái đúng, có nhiều cái không đúng, nhưng mà mình đừng có bói toán, mình có học cái đấy, học về đạo đức, cái giới luật, cái không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói láo, không có uống rượu bia, giữ năm giới đấy. Chứ còn bói toán, họ mà tài giỏi thì họ đã mỏi được cho họ. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhân họ. Và nhân của đời trước quả của đời này. Đúng rồi, làm cái điều thiện thì được cái lợi ích của họ theo bói toán nên họ nói như thế rồi, nhưng mà rồi ai đây cũng chết cả, cũng như thế cả. Cô bói này cũng như thế, chỉ có làm cái điều thiện mình mới tốt đẹp cho mình thôi. Đúng. A Di Đà Phật. Thế thầy thì tôi hỏi là trong thời gian qua thì thầy tu tập thì thầy đã đạt được những gì vậy? À, con tu tập thì con đạt được cái tập học, cái bộ hành với cái đời sống ba y một bát một bờ của con như thế này thôi, chứ còn những cái khác thì con con chỉ giữ. Con cũng nói với mọi người là con cố gắng con tập học để không có mang cái danh gọi là lừa đảo. Con chỉ có thực hành cái đời sống phát nguyện ba y bát suốt đời như thế này để tu thành cái trí tuệ cho mình, đạt được cái trí tuệ Phật để tốt đẹp. A Di Đà Phật. Con cũng ước nguyện cho mọi người thành Phật. A Di Đà Phật. Thầy dự định như thế này đến bao giờ thầy có sức khỏe? À, con tu ba y bát như thế này dự định. Dạ vâng. Dạ A Di Đà Phật. À, xin thầy một kính chân một câu con hỏi ạ. Thầy ơi, có ở trên này có phải là có oan gia trái chủ không ạ? À, vâng, đều có nhân quả cá, đều có oan gia trái chủ. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nếu mà có ăn ra về chủ thì hồi hướng công đức cho họ có được không ạ? Vâng, mình làm những cái điều công đức, mình tu hành, mình bố thí, mình trì giới, mình tu thiền được thì mình hồi hướng công đức. Vâng, thế con muốn là con hồi
con cho tất cả chúng sanh được không ạ? Được cả. Mình muốn có công đức rồi thì mình muốn cho ai cho, chẳng hạn như là mình có tiền rồi đấy, mình muốn cho ai mình cho, cái đấy nó dễ, nhưng mà mình chưa có tiền thì mình không cho được. Dạ, có công đức rồi thì cho được.